Bây giờ anh làm sao cho người em á, mình vị trí đó, cái hai cái chân tháp mà vị trí đó mà mình chạm cái chân tháp. Rồi, ok, rồi. Yeah. Tự nhiên nó con veo vậy. Thì người vẫn đi cái đó, thang cái tháp ở vị trí đó mà cái tháp vẫn chạm. Anh cho cái người vị trí đó, cái tháp nó cũng thẳng vậy luôn á, mình chạm được cái tháp nha em. À, rồi. Vâng. Thì anh sửa theo ý em thôi mà. Vâng vâng, sửa gần một xíu đó anh. Rồi. Ủa, con khó mà. Cái tháp nó vẫn là thẳng như vậy, người em vẫn thì dưới đó chạm được cái chót thì phải cho nó nhỏ lại chứ. Đấy anh làm sao mà cái người em cái tháp bằng nhau, nói chung là đừng có nhỏ như vậy, nó bằng bự. Ừ, tháp nó chạm được, tháp nó bằng bự, tháp bằng bự. Rồi rồi, ok ok. Khó quá à, chịu quá. Dạ. Lần này em được. No, 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 no. Đấy. Chịu đấy. Thôi, chịu rồi. Anh không làm được mấy tấm này đâu em ơi. Chịu. Yêu cầu của em khó quá mà cái hình đấy. Em mới tin mặt nhưng mà tài khoản em vẫn còn. Bắt em 100. Không phải, cái chuyện không phải là cái chuyện tiền bạc. Chỗ anh em thì anh giúp thôi, nhưng mà cái hình nó khó. Nó tài khoản của anh em. Cái hình nó khó quá mà. Nó không phải là việc ghế đâu mà. Rồi, ok, ok, anh làm cho em chuẩn chuẩn xíu đẹp tí đi anh. Qua đây anh. Qua rồi, qua. Rồi, bây giờ chỉnh lại, thấy chậm như thường, chỉnh cố gắng rồi nha. Rồi, qua. Đấy, chỉnh em cho chậm xíu. Dạ. Đấy, đó, ok.